Xin chào các bạn, mình là Dương Dê, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Ngày hôm trước ấy, mình đã có video mở hộp cả hai sản phẩm, đó là Meizu 18 và Meizu 18 Pro ra rồi. Và sau khi mình mở hộp hai sản phẩm đấy ra thì có rất nhiều những câu hỏi liên quan đến hai chiếc điện thoại này. Ví dụ như các bạn hỏi là có nên cố lên khoảng 2 triệu rưỡi để update từ Meizu 18 lên đến Meizu 18 Pro hay không này. Các bạn nhìn ấy thì các bạn thấy là cái con Meizu 18 Pro này, cái thiết kế của nó khá là giống với cả Galaxy S20 Ultra đúng không nào? Và cái mức giá của hai sản phẩm này thì lại xem với cả bộ đôi Galaxy S21 với cả S21 Plus. Liệu đây có phải là cái sự thay thế cho cái bộ đôi Galaxy S21 và S21 Plus hay không? Bởi vì là S21 và S21 Plus ở Việt Nam mình thấy nhiều bạn phàn nàn ở chỗ là S21 thì là vỏ nhựa này, rồi là cả hai con thì đều không có màn hình 2K này, rồi là chip thì lại là Exynos 2100, các bạn không thích bằng chip Snapdragon 888 này. Đấy, vậy thì những câu hỏi đó mình sẽ giải đáp cho các bạn ngay trong video ngày hôm nay. Đầu tiên là giữa Meizu 18 và Meizu 18 Pro thì bản thân là hai chiếc điện thoại này mình thấy cái sự khác biệt lớn nhất đấy là về cái kích thước màn hình thôi. Đấy, cái độ lớn thôi. Chứ còn các bạn có thể nhìn thấy luôn là cái thiết kế của nó thì đều là kính kim loại. Tất nhiên phiên bản Pro thì nhìn nó sẽ hầm hố hơn rồi, đấy là cái chắc. Nhưng mà cái màn hình của hai chiếc điện thoại này thì cũng đều là màn hình cong cả. Nó chỉ khác biệt về mặt độ lớn khi mà phiên bản thường thì là 6,2 inch, còn phiên bản Pro thì nó là 6,7 inch. Đấy là nó có cái sự khác biệt về mặt kích thước màn hình thôi. Thế còn độ phân giải thì cũng đều là 2K cộng này, tần số quét thì cũng đều là 120Hz và độ sáng thì cũng rất là cao, tầm khoảng nghìn mấy trăm nit ấy. Đấy, nghĩa là về cái màn hình nó chỉ khác nhau về mặt kích thước thôi. Còn về hiệu năng thì là giống hệt nhau, không có điểm gì khác biệt cả. Về mặt camera thì cái phiên bản Pro này nó có nhỉnh hơn một chút, đèn flash của nó thì sáng hơn, rồi là camera chính của nó ngon hơn và nó cũng có camera góc rộng tốt hơn. Đấy, và nó bổ sung thêm cả camera TOF nữa, nghĩa là cái phiên bản Pro này nó sẽ có phần nhỉnh hơn về camera. Còn pin tất nhiên phiên bản Pro nó sẽ tốt hơn rồi vì nó là cái phiên bản phóng to ra về màn hình mà. Đấy. Nhưng mà cái sự khác biệt mà các bạn có thể cảm nhận thấy rõ ràng sau khi trải nghiệm hai cái sản phẩm này đấy là cái sự khác biệt về mặt kích thước. Đấy là cái sự khác biệt mà các bạn có thể nhận thấy rõ rệt nhất. Thế còn với 2 triệu rưỡi thì mình nghĩ là nó còn phụ thuộc vào nhu cầu của chúng ta nữa. Nghĩa là nếu bạn cần một chiếc điện thoại màn hình bé thì mua con này là được rồi, không nhất thiết phải lên phiên bản Pro. Còn nếu mà bạn cần một chiếc điện thoại màn hình lớn để mà các bạn có thể giải trí được tốt hơn thì thêm 2 triệu rưỡi để lên phiên bản Pro thì nó cũng là một cái gì đó nó cũng rất là đáng tiền để chúng ta bỏ thêm. Đấy, còn mình cũng nói luôn đấy là cái phiên bản Pro này thì cái cách đóng hộp các bạn nhìn này, nó như kiểu là một cái quyển sách ấy, các bạn nhìn được không? Đấy, trông khá là đẹp mắt và mình cảm thấy được cái độ chỉn chu ở trong cái cách làm của những sản phẩm Meizu. Nếu các bạn hỏi mình là bây giờ những cái yếu điểm của những sản phẩm Meizu này là gì, đấy thì câu trả lời đó là hiện tại thì nó chưa có tiếng Việt. Đấy là cái điểm thứ nhất, nó là yếu điểm cái đã. Thứ hai nữa đó là cái cộng đồng hỗ trợ của những sản phẩm này hiện tại thì nó cũng chưa đông, nó chưa thể đông bằng những cái sản phẩm khác được. Đấy, nó cũng không có jack cắm tai nghe 3.5 và cũng hơi đáng tiếc là nó không kháng nước kháng bụi. Đấy thì đấy là những cái yếu điểm của cái chiếc điện thoại này. Thế còn nếu mà so sánh bộ đôi này với cả Galaxy S21 với cả S21 Plus thì sao? Thế thì mình sẽ lấy cái Meizu 18 này để so với cả Galaxy S21 trước nhé. Thì cá nhân mình thấy là Meizu 18 có một thiết kế ngon hơn là Galaxy S21 Plus bởi vì màn hình của nó là màn hình cong, mặt lưng của nó là mặt lưng kính, S21 chỉ là mặt lưng nhựa thôi. Phải lên S21 Plus thì mới là có mặt lưng kính. Màn hình con Meizu 18 này ăn đứt, nghĩa là hơn hẳn luôn so với cả con Galaxy S21. Về hiệu năng của nó cũng tốt hơn là Galaxy S21. Camera của nó thì không bằng đâu. Đấy, nhưng mà pin của nó thì ngang ngửa với S21, nhưng mà cái sạc của nó thì lại nhanh hơn. Còn S21 thì sẽ có điểm gì hơn là S21 sẽ có một cái thương hiệu tốt hơn, sẽ có kháng nước kháng bụi, sẽ có tiếng Việt luôn và nó là hàng chính hãng. Còn nếu lấy Meizu 18 Pro mà so với cả con Galaxy S21 Plus thì sao? Cách đóng hộp là hơn hẳn luôn này. Cách đóng hộp chắc chắn là hơn hẳn so với cả S21 Plus. Nó sẽ có một cái thiết kế mình cũng đánh giá là nhỉnh hơn S21 Plus. Đấy, màn hình cong các thứ, S21 Plus nó chỉ là màn hình phẳng thôi. Cái mức độ gia công hoàn thiện mình đánh giá khá cao đấy nhé. Đấy, tiếp tục nữa nào. Về mặt màn hình thì nó cũng sẽ ngon hơn S21 Plus. Về mặt hiệu năng nó cũng tốt hơn Galaxy S21 Plus. Camera thì nó không bằng đâu, nhưng pin của nó thì cũng không bằng luôn. Đấy, nhưng mà được cái là nó sẽ sạc nhanh hơn S21 Plus. Còn S21 Plus có những điểm gì hơn nữa nào? S21 Plus sẽ hơn về thương hiệu cũng giống như nãy mình đã nói, hơn về việc có tiếng Việt luôn. Đấy, rồi là nó có công nghệ âm thanh Dolby Atmos, hơn về kháng nước kháng bụi. Đấy là những cái điểm mà S21 Plus nó hơn. À, con này có một cái điểm nữa mà mình cảm thấy là bộ đôi này có một cái điểm nữa mà mình cảm thấy nó hơi lăn tăn một tí, nhưng mà cũng chẳng phải lăn tăn đâu mà hơi tiếc thôi. Nhưng mà mình nghĩ là update phần mềm nó sẽ hết thôi. Đấy là nó không bật được cùng lúc màn hình 120Hz với cả 2K cộng lên. Đấy, chúng ta sẽ có thể phải hy sinh. Đấy là một là 2K cộng với cả 60Hz, hai là 1080p với cả 120Hz, nghĩa là Full HD với cả 120Hz. Đấy thì đấy là cái mà chúng ta phải hy sinh. Nhưng về cơ bản thì mình thấy là nếu bỏ qua yếu tố thương hiệu
thì rõ ràng là Meizu 18 với cả Meizu 18 Pro đang nhỉnh hơn so với cả bộ đôi Galaxy S21 với cả S21 Plus. Còn tất nhiên, nếu mà các bạn muốn mua Galaxy S21 với cả S21 Plus hàng chính hãng, bởi vì đơn giản là nó là hàng chính hãng đi, nó được bảo hành tốt hơn, nó có tiếng Việt, nó có thương hiệu tốt, nó có công nghệ thanh đơn biến mốt, rồi là nó có kháng nước kháng bụi các thứ nữa, thì các bạn có thể tham khảo qua bộ đôi này tại Hoàng Hà Mobile. Hiện tại thì Hoàng Hà Mobile đang có những cái chương trình giảm giá rất lớn cho Galaxy S21 Plus, các bạn có thể tham khảo qua nhé. Đấy, còn nếu mà các bạn muốn không cần phải lăn tăn bất kỳ một cái gì đó thì các bạn có thể tham khảo hẳn Galaxy S21 Ultra đi cho nó hoành tráng. Tất nhiên giá bán mà các bạn nhìn thấy ở trên hình lúc mà mình dựng video, mình hiển thị ra cho bạn xem ấy, thì giá bán này chỉ là giá niêm yết của hãng thôi. Còn lại thì nếu các bạn muốn biết được là giá tốt nhất, giá cuối cùng sau khi đã trừ đi hết quà của Galaxy S21 và S21 Plus như nào, thì các bạn cứ cầm điện thoại lên, các bạn gọi điện trực tiếp đến Hoàng Hà Mobile, thì lúc đó họ sẽ trả lời cho bạn biết là cái giá cuối cùng là bao nhiêu. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Ồ, chính ra cái con Meizu 18 này này, à Meizu 18 Pro, nó sẽ gặp phải một đối thủ rất lớn, đó là Xiaomi Mi 11 chính hãng. Hôm sau mình sẽ cố gắng mượn Mi 11 chính hãng về để so sánh với cả Meizu 18 Pro này nhé. Hoàng Hà Mobile có bán Xiaomi Mi 11 hàng chính hãng đấy anh em ạ. Bye bye.